Alo. Wow. À. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của tựa game Raygun City. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhá. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Các bạn ơi, có một cái câu chuyện nó khá là buồn. Là cái máy tính ở cái nhà trên kia của mình á, là hôm qua cái máy tính của mình livestream ARK cũng như là Blacksmith Wukong á, hôm qua mình tính tháo ra mình vệ sinh, mà cái quạt tản nhiệt của mình ấy các bạn, nó có một cái gắn với cái men ấy, mình tháo phát nó rớt xuống luôn rồi, cho nên là mình phải mang đi để mình sửa. Nên là mình không livestream được nữa. Và mấy nay thì hôm qua mọi người có rất là nói với mình rất là nhiều là anh ơi, anh chơi lại Raygun City đi, Raygun City có cuộc đua mới rồi đấy. Đấy, cho nên là hôm nay mình đã phải đi về nhà bên đây để mình quay clip Raygun City cho mọi người coi. Đó, các bạn thấy chưa? Và nếu các bạn mà ủng hộ mình thì các bạn đừng quên bấm like cũng như là đừng quên chia sẻ cho mọi người nhé. Thực ra thì nếu mà nói là mình đã bớt chán cái game Raygun City chưa thì thực ra thì dạo này mình cũng hơi lười chơi ấy. Bởi vì là một phần là mọi người mình cũng không thích chơi lắm, một phần là mình thích chơi mấy game kia, mặc dù nó ít view nhưng mà mình vẫn thích chơi hơn các bạn ạ. Game này thì được cái nhiều view hơn nhưng mà đôi khi mà vào thì cảm thấy nó cũng hơi nản, nhưng mà mình vẫn hy vọng mọi người ủng hộ nhiều nhá. Thì hiện tại đang có cuộc đua mới và mình sẽ đưa ra, ui vãi, con Heroic lần này chất quá vậy. Ui ê, con Heroic lần này chất nha mọi người nha, vãi trưởng nhờ. Ui con này mình phải chấm 9 điểm anh em ạ, 9 điểm trên 10. Lâu lắm mình mới thấy có một con rồng gọi là chất như này các bạn ạ. Con này gọi là Thanh Long à, xịn nhờ. Tay cầm một chai thuốc độc với lại một thanh kiếm. Ui con này nhìn đẹp quá các bạn. Ê, nó hợp với phong cách của mình á, cho nên mình thích các bạn ơi. Để xem nào. Hiện tại nó cũng đang ra thêm một cái device pass này này. Thì mình sẽ hơi câu like câu view một tí nhá. Là nếu như cái clip hôm nay đạt được 500 like thì ngày mai chúng ta sẽ có clip Raygun City tiếp theo. Còn nếu như mà clip này đạt được 1000 like thì ngày mai mình sẽ mua cái gói này. Đây, bởi vì thực sự là mình cũng không biết là mọi người có ủng hộ mạnh để mình chơi tiếp hay không. Kích cái device pass cũ của mình nhé các bạn. Mình mua xong rồi cái mình còn chưa cày hết nữa thì mình chán mình bỏ rồi, nên là cũng hơi tiếc. Cái device pass này như là tới tận gần 200 hay sao ấy. Còn nếu như clip phải đạt được 2000 like thì mình sẽ mua cái Elite luôn nhá. Mặc dù mình cũng chả biết mua cái Elite để làm gì, nhưng mà mình nghĩ là nếu mọi người ủng hộ mình thì mình sẽ mua cái Elite luôn. Còn nếu không được 1000 like thì mình sẽ mua cái này. Còn không thì mình mà chơi siêng siêng thì mình cũng sẽ mua thôi. Nhưng mà mọi người muốn mình mua nhanh thì mọi người bấm 1000 like thì ngày mai mình mua luôn. Còn nếu như clip phải đạt được 500 like thì ngày mai mình chơi tiếp mọi người nhá. Dạo này mình cũng lười lắm các bạn ạ. Ngày mai đi sửa máy tính tốn một mớ nữa. Đúng là chơi ngu có thưởng. À thì mình thấy có nhiều bạn bảo ấy là anh ơi, trong những cái lúc mà anh không có quay clip ấy thì anh nên đi đánh offline arena, hay là đi giải cứu rồng, hay là đi làm một số cái nhiệm vụ đi. Như vậy thì đã tốt cho nick của anh rất là nhiều. Thì dành cho bạn nào không biết, mình có một cái kênh TikTok tên là Vũ Lít Food nhá. Đấy, bạn nào mà rảnh thì có thể lên đấy xem những clip về clip food của mình, hoặc là tối thì mình sẽ livestream game. Thì chắc là hôm nay mình sẽ tranh thủ, mấy nay mình sẽ tranh thủ live thêm Raygun City nữa nhá. Nếu mọi người thích thì mình sẽ tranh thủ livestream Raygun City. Chắc là mình cũng chưa có giờ rất cụ thể nữa. Mọi người có thể cho mình xin một cái giờ rất cụ thể để mình livestream không? Đấy, mình sẽ đi giải cứu rồng, người đánh arena, xong rồi làm nhiều thứ cho mọi người coi. Chứ thực ra thì bây giờ mình chẳng biết làm gì. Đây, được cái lần nghỉ gần nhất của mình lười quá. Mình nghĩ là lúc mà đang empower con này đúng không? Nghĩ đúng cái lúc mà đang cày cái Isigna chứ nhỉ? Đang cày Isigna con gì ta? Hôm bữa mình nói mình cũng có vẻ mình hào hứng lắm mà. Xong cái một hồi mình quên luôn. Đây con Redemption đúng không nhỉ? Ủa? Ờ đúng rồi. Isigna con Redemption này. Hôm bữa đang cày siêng cái.
tự nhiên chán ngang các bạn ạ. Chán ngang cái này là mình nghỉ ngang luôn. Áo thật đấy. Kiểu đang chơi nhân chán ấy. Thế là cũng chả muốn vào nữa. Không biết là có ai có chung cái cảnh ngộ với mình không? Kiểu nhiều khi đang chơi nhân thấy ôi chán quá, không chơi nữa. Thế là không vào luôn. Bựa thật. Hôm nay thì cái máy kia nó hỏng. Cái máy kia nó hỏng nên là phải mò về đây để quay clip các bạn ạ. Thôi thì Âu cũng là một cái dịp để xem là mọi người còn thực sự là thích Dragon City hay không nha. Đấy, mọi người thích là mình tự động mình có hứng à. Còn mọi người cứ hỏi là anh ơi anh chơi Dragon City đi em xem. Nhưng mà mọi người phải xem nhiều lên thì mới có động lực để mà chơi. Ủa, để mình xem nào, cái sự kiện này còn bao nhiêu ngày ta? Còn 25 ngày. Và mình thiếu đâu đó hơn 200 mà. Cụ thể là 224 đúng không? 234. Ừ, cụ thể là 234 cái Isigna nữa mới đủ. Cái này phải cày căng ấy nhá. Tầm này mình bỏ một cái thôi là đảm bảo các bạn là không đủ đấy. Ủa, có ai có cái map của này chưa ta? Các bạn nào có cái map của này chưa? Mình chưa có map các bạn ạ. Để từ từ mình kiếm cái map rồi mình đi sau á. Bình thường thì mấy cái sự kiện này thì nó cũng sẽ cho chúng ta đâu đó tầm 5 hoặc là mười mấy cái, 10 cái Isigna cũng khá là ngon. Cái sự kiện này hình như là chiều nay, chiều hôm qua nó mới có. Cho nên là cũng chưa mất. Một ngày thì nó sẽ cho các bạn thu hoạch một lần đấy. Nên là vẫn ok các bạn ạ. Mình vẫn thu hoạch được hết này này. Ừ, tính ra là vẫn ngon nhỉ. Đó, vẫn thu hoạch được một lần này. Cũng được. Ui, ơ, cái nhà gì đấy? Ồ, cái nhà này giờ nó đổi rồi này các bạn. Cái nhà quét nó đổi rồi. Ủa, cái nhiệm vụ gì nữa đây? Ơ vãi, giờ nó ra nhiều cái nhiệm vụ mới quá, nhìn không có ra. Ủa, à đây, nhiệm vụ Redemption mới này. Khá là nhiều cái thứ mới các bạn ạ. Mỗi lần mà đi xong rồi quay trở về là lại một đống thứ mới. Thật là buồn. Cười. Ok, cố lên anh em. Rồi, tiếp tục. Ngon đấy chứ nhở. Tính ra nó ra mấy cái này thì mình tha hồ mà farm. Nhưng mà giờ nó không cho làm nhiệm vụ của Guardian nữa. Trời ơi, mình tưởng nó có nhiệm vụ Guardian. Guard thôi. Mấy con kiểu à đúng rồi, tầm này cũng tranh thủ lên sao nữa. Ô đây này, nó có sự kiện cái gì? Ui, à đâu, mình đang suy nghĩ là sao lại ở đây có con vua điền này. Ê, con này có chưa đặc biệt đúng không ta? Hình như con này có chưa đặc biệt này. Ơ không phải à? Không phải thì thôi. Thế là con này có chưa đánh tất cả đâu. À đâu, đánh thêm một lượt nữa. À đánh tất cả nè. Đây, lấy mấy cái vua này cũng được. Ôi mình tưởng con này có chưa đặc biệt mà không phải các bạn ạ. Nhiệm vụ con ong này 8 ngày nữa, cái này 18 ngày, cái này còn 2 ngày này. Tranh thủ làm cái này cũng được. Đấy, tranh thủ làm mấy cái này cũng khá là ok. Hôm bữa mình nghe nó fit lại con Guardian, cái con spy cuối đó. Nghe đồn là bá đạo lắm. Hôm bữa cũng có một bạn, hôm bữa các bạn gì bạn ấy hay gửi. Sorry mọi người nhé, mình hay quên tên mấy anh em. Mình kiểu người hay quên ấy, mình không nhớ được tên của người này. Nhưng hôm bữa bạn Đỗ Quang Thiên Đạt đúng không nhỉ? Ừ, bạn ấy có gửi, bạn ấy kêu mình là có review con rồng mới hay không. Nhưng mà mình kêu là chưa. Bởi vì là mình dạo mình hơi bận ấy. Mình cũng chưa có hứng chơi Dragon City, mình tạm nghỉ ấy. Mà cái nghe đồn ấy, con spy đấy nó rất là mạnh các bạn ạ. Nghe đồn đấy nhá. Nghe đồn nó mạnh đấy. Mà không biết là có mạnh hay không. Cái đó thì có rời mới biết. À thôi, cứ luyện cái này đi. Ủa, tính ra là một cái khiên này có thể đỡ được bao nhiêu đòn được các bạn nhỉ? Mình tưởng là một cái khiên nó đỡ một đòn những con Titan, nhưng mà cái khiên này là cái khiên của Titan, nhưng mà nó phiên bản cao cấp hơn. Wow, đã chua. Phiên bản cao cấp hơn của Titan. Có nghĩa là bình thường con Titan bị đánh một cái là mất một lớp khiên đúng không? Con này bị đánh một cái cũng mất một lớp khiên, mà đánh nhiều cái cũng mất một lớp khiên. Đó, đây là cái hay của cái khiên của con này. Đánh bọn này kiếm thêm rất là nhiều trái cây. Cũng ngon. Hơi tiếc một tí các bạn ơi. Hôm qua mình sửa máy sau thành báo luôn các bạn ạ.
Kiểu mình tính là tháo con chip ra để mình tra cái keo tản nhiệt vào thôi đấy, để cho nó mát máy. Ai ngờ là cái tản tản nhiệt của cái Cool Master đấy các bạn, Cooler Master ấy, ghét vãi chưởng luôn đấy. Nó bám với lại cái mặt sau của cái main đó, cái mà để nó cố định cái main với lại cái tản nhiệt đấy, thì nó bám ở phía sau của cái đấy. Đấy mình nói các bạn hình dung là nó bám ở phía sau của cái main. Lúc mà mình tháo xong cái tháo cái tản nhiệt ra, cái là cái cố định kia nó rơi xuống dưới. Mà bây giờ mà mình mà muốn lấy cái cố định kia là mình phải tháo hết tất cả cái main ra, thì nó có cả là các đồ họa này, có nhiều thứ lắm, nói chung là nó vướng nhiều thứ lắm. Cho nên là thôi, mình mang ra ngoài tiệm cho người ta sửa. Lỡ may mình sửa nó lại thành, nó lại hư thêm thì lại khóc các bạn ạ. Đó. Cho nên là cũng hơi run, hơi dế. Thôi tốt nhất là cứ mang ra ngoài tiệm, cách tốt nhất đấy các bạn ạ. Cứ ngồi sửa thì từ lợn lành lại thành lợn què lại khóc, đúng không mọi người? Tốt nhất là cái gì mà không quá là dành thì cứ mang ra ngoài tiệm, người ta sửa cho. Nhưng mà không biết là thường thì người ta lấy bao nhiêu công các bạn ạ. Rồi, cuộc đua thì nhiệm vụ đầu tiên là cho rồng ăn này. Rồi, quên tí thì quên mất là mình đang đua đấy các bạn. Mãi nói có quên mất đang đua. Mình muốn đua cũng đua lắm. Thì nếu mà rảnh thì tối nay mình lên mình livestream đua rồng một tí. À, mình có một cái group ở trên Facebook mang tên là Vũ Lít và những người bạn đấy nhá. Hoặc là các bạn có thể xuống cái phần mô tả đấy, mình có để cái link mà cái group chat để mình thông báo clip cho mọi người á, là khi nào có mình có live stream cái gì hay là làm cái gì ở đâu á thì mình sẽ thông báo cho mọi người, thì mọi người có thể vào xem nó dễ hơn. Ví dụ khi nào mình live stream Regal City á thì mình lên mấy cái bot chat để mình báo, thì bạn nào mà thích mình xem mình live stream Regal City thì các bạn có thể ghé xem đó. Từ từ đã, cuộc đua này còn 8, ui dồi ôi, cuộc đua này diễn ra mấy ngày rồi hay sao á, đúng mọi người, còn 8 ngày là cũng diễn ra mấy ngày rồi, mình không để ý luôn. Bảo sao là có mấy bạn hỏi mình á là sao anh không đua Heroic thế, mà mình không có để ý các bạn ạ. Hôm nay tới khi máy của tôi hỏng thì tôi bắt đầu tôi để ý, trời ơi tôi quả là một người tệ anh em ạ. Thôi mình sẽ nâng cấp con Wua đi ha. Wua. Ồ, chưa đủ để nâng lên 2 sao luôn hả? Vãi, sao mình ít mảnh con này vậy? Thế là mình cứ tưởng là mình nhiều mảnh con đấy lắm cơ. Hóa ra mình còn chưa đủ mảnh để nâng lên 2 sao nữa. Quá là cùi bắp. Rồi, để vào xem cái rớt nào. Cái rớt còn bao lâu nữa? Ui rồi, còn 1 ngày nữa cơ à? Thế thì cũng dễ, xem top 1 nào. Ui rồi, còn 1 ngày nữa mà top 1 200 mấy điểm rồi. Ui rồi, nó đổi qua cái đấu trường mới rồi. Ủa con gì đấy? Ơ? Sao con 2 Master Kama đổi mặt rồi này? Ủa sao mấy con này nó đổi mặt nhìn khắm vậy? Ủa? Các bạn nhìn mấy con này nó đổi mặt này. Nhìn bựa quá trời. What the hell? Sao mấy con này đổi mặt hết rồi các bạn? Rồi, mình bị quay trở về với Dios Test rồi. Bởi vì là lần trước mình không có đánh ấy. Cho nên là mình giờ là mình lại về Dios Test 2 rồi các bạn ạ. Nếu các bạn mà không leo được lên Arena 3 đấy, Master Arena 3 đấy, thì các bạn sẽ bị đẩy vì Dios Test nhá. Như mình như này, mình không leo được lên Master Kama 3 cho nên mình đẩy về Dios Test rồi. Hay là tầm 8 giờ tối nay đi hả? 8 giờ 8 rưỡi tối nay đi, mình sẽ live ở bên Top Vũ Lít Food. Đấy, bạn nào rảnh thì có thể ghé xem nhá. Còn ai không rảnh thì thôi cũng không sao mọi người ạ. Bởi vì là mình làm clip thì hôm nào mình cũng là không chắc là hôm nào đâu, mình làm clip thì mình vẫn úp ở bên cái kênh này thôi, còn lâu lâu thì nó sẽ kiểu mấy khi nào mình rảnh ấy, rảnh rỗi quá không có gì làm ấy thì mình lại live stream đấy, kiểu như thế các bạn ạ. Nhưng mà chắc là mình live đều á, dạo này mình đang live đều ở bên top anh em ạ. Mình thấy mình like ở bên top mọi người xem cũng nhiều, nhất là like Regal City ấy, mọi người xem khá là nhiều nên là thấy cũng được. Nếu mọi người xem nhiều thì chả có lý do thì mình không làm nhiều đúng không? Nói chung á là mọi người cứ ủng hộ nhiều
thì mình ra video đều, còn mọi người ủng hộ ít thì mình làm nó ít. Đấy, cái quy luật cuộc sống là như vậy rồi anh em ạ. Nhiều bạn cứ hỏi là sao cứ làm cái này thế, sao cứ làm cái kia thế, sao không làm cái này. Bởi vì là cái này được nhiều người ủng hộ cho nên là mình ưu tiên mình làm. Giống như kiểu là cái hồi mà mình làm clip food đấy mọi người, cứ có bạn vào hỏi là sao cứ làm cá viên chiên thế, sao không làm cái khác, làm cá viên chiên hoài. Nhưng mà bởi vì là làm cá viên chiên thì mọi người ủng hộ nhiều á. Đấy, ai cũng thích xem cá viên chiên hết thì làm cá viên chiên nhiều. Đó, cuộc sống nó vốn dĩ như thế các bạn ạ. Cứ cái gì mà được nhiều người ủng hộ ấy thì làm nhiều, cái gì mà ít người ủng hộ thì làm ít. Công việc gì có thể mang lại cho mình nhiều hiệu quả hơn thì mình làm. Không, cái đấy là cá nhân của mình nhé, không biết là ý của mọi người như thế nào. Chứ mình thấy là cái công việc gì mà nó mang lại cho mình chất lượng với cả là mang lại cho mình nhiều thứ hơn thì mình sẽ ưu tiên làm cái đấy. Chắc là mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ và một cái quan điểm khác nhau. Đủ cái chiêu này được cộng 50% đam rồi. Đã he. Ui, bánh một hit đi luôn con kia các bạn ạ. Vãi lồng. Con này có liềm này. Sâu map. Xuống đi ở test 2 thì các bạn thích cầm con gì cũng được các bạn. Đây là mình thấy nó khá là ngon. Các bạn thích cầm con gì các bạn cho ra thi đấu cũng ok hết. Mà xuống dưới đây toàn mấy con tay to không các bạn. Mình thấy leo cái rank ở trên kia thấy nó ít đấy chứ. Nó cùi cùi chứ. Lên trên mấy cái rank ở trên đây toàn mấy con VIP Professional không ạ. Này các bạn nhìn này, nó toàn cấp 70 năm sao không. Nhiều khi các bạn leo ở mấy cái rank Master ấy, các bạn còn không gặp mấy con rồng cấp 70 năm sao cơ. Mà xuống ở đây gặp ai cũng cấp 70 năm sao. Dã man thực sự. Con này mạnh nha. Ủa, đánh 2 hit liên tục à, nhưng mình có hồi máu. Hồi 200k. Ủa, hồi 269 luôn à. Đã quá vậy. Ủa, này, con này nó mạnh quá. Kiếm con khác không nào. Có con nào mà không bị khắc chế không. Này nè, đánh được 2 hit. Ngon. Nó gây đam ra con phía sau rồi này các bạn. Quá là phê luôn, được chưa? Đấy, đang chờ để hồi máu các bạn ạ. Trời ơi, con phía sau kia nó không ngủ ta. Hơi tiếc. Mình đang tính là gọi là gây đam cho con phía sau đấy ngủ luôn. Chắc có con này này. Con này có thể gây đam à, chưa một thì mới gây đam cho con phía sau. Rồi, tạm biệt con phía sau luôn. Ok, khá là mượt. Con này đi chắc. Ui, phải 15% Phượng Hoàng ạ. Các bạn thấy không? Pack của mấy con này dã man luôn đấy chứ. Đùa đâu. Dã man đấy. Mình nhìn mấy pack của con này mình thấy sợ luôn đấy. Ôi vẫn khỏe lắm. Mình thấy cái đấu trường ở dưới đây nó còn ghê hơn cái đấu trường ở trên kia nữa chứ. Đấu trường ở trên kia thì nhiều khi lâu lâu mới gặp con cấp 70 năm sao à. Mấy cái đấu trường ở dưới đây thì thằng nào cũng cấp 70 năm sao hết. Dã man. Sorry mọi người nhá. Mình quay clip này vào gần 4 giờ sáng rồi. Cho nên là mình không nói to được. Mình nói to là hàng xóm của bà mình đấy các bạn ạ. Nên là mọi người thông cảm cho mình nha. Không dám nói to luôn đấy. Nói to là thứ nhất là sợ ảnh hưởng qua tới hàng xóm. Thứ hai là kiểu người ta đang ngủ, nói to quá người ta qua người ta đấm. Ok. Tuyệt vời. Đấy. Bao giờ mới leo lại được rank Master 3 đây. Còn 4 ngày đây kết thúc rồi. Không biết có leo kịp hay không ta. Trời ơi, si tô tầm ạ. Ngon nha. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi clip này của mình nha. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo của mình nha. Goodbye.